Khi nhận được thư mời tham gia phỏng vấn có nghĩa là bạn đã bước đầu nhận được sự đánh giá tốt từ phía công ty tuyển dụng Ion Delight. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn đang đợi bạn. Khi nhận được thư mời tham gia phỏng vấn có nghĩa là bạn đã bước đầu nhận được sự đánh giá tốt từ phía công ty Ion Delight Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức đang đợi bạn phía trước đó. Hãy đọc những tip sau đây để dễ dàng đánh gục nhà tuyển dụng khi phỏng vấn tại Ion nhé. Không chỉ phỏng vấn tại Ion mà mỗi cuộc phỏng vấn đều ít nhiều tạo nên tâm lý bồn chồn, lo lắng cho các ứng viên. Bắt đầu từ thời điểm nộp hồ sơ thành công cho đến lúc nhận lời mời phỏng vấn và sau khi tham gia phỏng vấn, có rất nhiều điều ứng viên cần lưu ý thực hiện để đánh gục nhà tuyển dụng và có trong tay vị trí mà bạn mong muốn. Nếu bạn muốn làm việc tại công ty Ion Delight thì cần lưu ý các tip sau đây. Không biết trước mỗi buổi phỏng vấn trước đây bạn đã trang bị cho mình những điều cần thực hiện trước, trong và sau phỏng vấn xin việc chưa? Nếu chưa, hãy làm ngay những nội dung sau đây để xây dựng một ấn tượng tốt và tích cực trong mắt nhà tuyển dụng nhé. Đầu tiên là hãy chuẩn bị kỹ càng trước buổi phỏng vấn. Hãy chuẩn bị cẩn thận những số liệu và thông tin chứng minh năng lực của mình với người phỏng vấn. Bạn cần đánh giá đúng giá trị của mình là phù hợp với những vị trí công việc như thế nào trên thị trường lao động. Vì vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu, so sánh các vị trí công việc khác nhau đối với bạn là rất cần thiết. Các yêu cầu và nhiệm vụ đối với các vị trí đó của công ty đang tuyển dụng sẽ khiến bạn lựa chọn chính xác việc nộp đơn vào vị trí nào là phù hợp với mình. Hãy nắm bắt đầy đủ các thông tin liên quan Ion Delight Việt Nam là một lợi thế lớn khi bắt đầu bước vào phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn, nếu bạn nêu được rõ ràng thông tin của công ty thì sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá rất cao vì họ cho rằng bạn thực sự tâm huyết với công ty họ. Vì Ion Delight là một công ty thuộc tập đoàn Ion của Nhật Bản nên đôi khi có thể năng lực của bạn bằng những ứng viên khác, nhưng tinh thần của bạn nhiệt tình hơn. Họ chắc chắn sẽ chọn bạn. Chuẩn bị bộ trang phục chuyên nghiệp, lịch sự. Với một công ty Nhật thì trang phục khi phỏng vấn là một điều rất quan trọng. Người Nhật họ rất coi trọng vẻ bề ngoài khi phỏng vấn, nếu bạn ăn mặc xuề xòa có thể bị loại ngay lập tức đó. Đến nơi hẹn phỏng vấn trước ít nhất 10 phút, tuyệt đối không được đến muộn. Quy tắc này là điều cơ bản cần tuân theo để thể hiện sự chuyên nghiệp và thái độ tôn trọng của bạn với nhà tuyển dụng. Hơn nữa, công ty Ion Delight lại là một công ty của Nhật Bản thì giờ giấc luôn phải thật chuẩn xác vì nếu không nó sẽ là một điểm trừ lớn của bạn trong mắt nhà tuyển dụng đấy. Thứ hai, hãy cẩn thận trong quá trình phỏng vấn. Hãy thể hiện và khẳng định theo cách riêng của bạn về việc bạn tham gia phỏng vấn là muốn tìm kiếm một môi trường làm việc tốt và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp tại Ion Delight. Đồng thời, hãy hỏi thêm về trách nhiệm của mình liên quan tới các mục tiêu và kế hoạch phát triển trong tương lai nếu được tuyển dụng. Các nhà tuyển dụng thường ấn tượng mạnh mẽ với những ứng viên thể hiện sự quan tâm rõ ràng với công ty và có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn. Hãy đặt những câu hỏi xoay quanh vấn đề của công ty và nội dung công việc đang ứng tuyển. Đưa ra lý lẽ thuyết phục nhà tuyển dụng qua việc liên hệ tính thực tiễn về kinh nghiệm bạn đang có thể áp dụng lên vị trí ứng tuyển như thế nào trong tương lai. Điều này sẽ giúp người phỏng vấn tin tưởng hơn về kinh nghiệm của bạn, thể hiện bạn chính là nhân tố mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Yếu tố then chốt tạo nên thành công của một buổi phỏng vấn là việc tạo được sự gắn kết với doanh nghiệp. Hãy chủ động bày tỏ thiện chí đưa ra hướng đi mới cho những vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải nếu bạn đã tìm hiểu trước. Đừng hé lộ các con số thực như lương, thưởng hiện tại đang có hay mong muốn trước khi chứng minh được năng lực và giá trị của bạn với nhà tuyển dụng. Cách tốt nhất thỏa thuận về mức lương là bạn cần phải biết rõ về công việc hơn rồi hãy đưa ra một phạm vi nhất định để thỏa thuận về lương, thưởng và các quyền lợi khác của mình. Tuy nhiên, bạn nên hỏi những người làm ở vị trí tương đương về lương, thưởng để bạn có thể đưa ra con số gần đúng, chứng tỏ bạn biết giá trị sức lao động của mình và sự công bằng mà bạn muốn có từ nhà tuyển dụng vì trong buổi phỏng vấn có thể người phỏng vấn nhất định muốn bạn đưa ra con số cụ thể đó. Trong buổi phỏng vấn, hãy bình tĩnh và giữ vững quan điểm khi trả lời câu hỏi để khẳng định được giá trị của bản thân. Tuy nhiên, bạn cũng nên mềm dẻo các yêu cầu của bản thân sao cho phù hợp với khả năng đáp ứng của công ty. Bạn cần thể hiện rằng bạn muốn có công việc này và tự tin khẳng định việc nhà tuyển dụng đồng ý nhận bạn sẽ là một quyết định sáng suốt. Bạn hoàn toàn có thể làm tốt công việc và giúp ích cho họ rất nhiều. Thật tốt nếu sếp tương lai của bạn biết rõ các nhu cầu của mình và sẽ tự tuyển dụng bạn vì tìm kiếm được người tài sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho sếp. Do vậy, bạn hãy thể hiện các kỹ năng thích hợp nhất ngay từ lúc đầu và bằng khả năng đàm phán, thương lượng để mang lại những điều có lợi nhất cho mình và phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà tuyển dụng khi bạn được tuyển dụng. Cuối cùng, một buổi phỏng vấn luôn là cơ hội để bạn tỏa sáng. Vì vậy đó không phải là lúc để thể hiện tính khiêm nhường, rụt rè, lo sợ mà hãy thể hiện sự tự tin của mình và không quên dành một khoảng thời gian nhất định để đánh bóng năng lực của bản thân. Cuối cùng là lịch sự sau buổi phỏng vấn. Hãy gửi một bức thư cảm ơn trong vòng 24 giờ sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Điều này vô cùng quan trọng để một lần nữa gợi nhắc nhà tuyển dụng nhớ tới bạn hơn. Giữa muôn vàn ứng viên tiềm năng đã tham gia phỏng vấn, nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ dành sự chú ý đặc biệt cho những người thật sự quan tâm đến vị trí ứng tuyển và công ty, cũng như thể hiện sự tôn trọng thời gian của nhà tuyển dụng đã tham gia phỏng vấn. Bất cứ hành động nỗ lực nào của bạn cũng sẽ gây chú ý với nhà tuyển dụng về thương hiệu của bạn. Nếu đầu tư thời gian chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, quan tâm đến nhu cầu của nhà tuyển dụng,
áp dụng những tip trên thì bạn hoàn toàn có thể để lại dấu ấn và đánh gục bất cứ nhà tuyển dụng nào chứ không chỉ mỗi IELTS Online. Đây là 3 tip quan trọng dành cho bạn nhất định phải thực hiện nếu muốn có kết quả tốt sau buổi phỏng vấn. Nếu muốn đánh gục nhà tuyển dụng khác nữa, bạn có thể tham khảo tại việc.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.